thăng tình trong đạo Phật. Tuy khác màu nhưng một tôn sư, hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni, kính chào quý Phật tử, bà con đồng hương đang lắng nghe chương trình Sống Đời Sống Phật TV IBC TV trai phát trên cái băng tầng 5719. Hôm nay chúng ta có duyên tiếp kiến Hòa Thượng Đạo Hiểu Thích Viên Lý, ngài là chủ tịch của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hai ngoài. Xin kính đảnh lễ Hòa Thượng. A Di Đà Phật, xin kính chào ngài Thích Đồng Trí, viện chủ chùa Viên Quang, kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. A Di Đà Phật, kính bạch Hòa Thượng là trong cái hai thời thảo luận trước ở trong Sống Đời Sống Phật, chúng ta đã thảo luận đến cái điều thứ tư ở trong bảy điều bất thối. Bây giờ trong cái thời thảo luận này chúng ta còn ba điều còn lại ở trong bảy điều bất thối mà Đức Phật đã dạy. Vậy thưa Hòa Thượng, cái điều thứ năm ở trong bảy điều bất thối đó là Đức Phật dạy là phải biết gần gũi, phụng sự, tôn kính và lắng nghe lời chỉ dạy của các bậc trưởng lão ở trong tăng đoàn, thì cái tăng đoàn đó mới hưng thịnh được, mới phát triển được. Nói như vậy vô hình chung thì nó có mang tính chất nặng, tính chất là y giáo phụng hành, nghĩa là giả sử như cái lời dạy đó của một cái vị trưởng lão đó mà các cái thế hệ trẻ ngày nay cảm thấy là nó không phù hợp lắm, hay là thậm chí là ý kiến của mình nó hay hơn nữa, thì mình nên lấy ý kiến của vị trưởng lão hoặc là mình nên thay đổi. Như thế thì ý còn muốn nói là cái lời dạy của Như Lai Thế Tôn trong cái điều này, cái thâm ý như thế nào? Như thế có phải là quá thủ cựu và quá văn hành các bậc trưởng lão, và cái sức sáng tạo, cái sự thay đổi và những điều phát triển tốt đẹp hơn, hoặc là ở các nước Hoa Kỳ, các nước khác người ta nói là con hơn cha là nhà có phúc, hoặc là thế hệ sau cần giỏi hơn thế hệ trước. Vậy thì thế hệ trước luôn luôn đánh lễ, luôn luôn lén nghe, như vậy nó có bị kìm hãm và dẫm chân tại chỗ không, chứ làm sao nói tới chuyện hân thành ở trong tăng đoàn? Xin thầy được khai thị. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi của ngài rất là nhiều. Thưa quý vị, ở trong Phật giáo thì chúng ta cũng có nghe một cái câu, đó là sa di thuyết pháp, sa môn thính, bất tài niên cao, tài tánh linh. Có nghĩa rằng là người sa di mà khi thuyết pháp thì cái vị sa môn á, chỉ cho một cái vị tỳ kheo hay là một đại lão hòa thượng đây nữa, nó cũng phải lắng nghe, mà lắng nghe với tất cả cái sự trân trọng. Lý do không phải là do cái tuổi của người đó bất tài niên cao, không phải là do cái tuổi người đó đã cao 90 tuổi, 100 tuổi, mà do cái tánh linh. Đó là một cái câu mà ai cũng, nhiều người trong chúng ta thuộc lòng. Thành thử ra nói đến cái chuyện trưởng lão trong Phật giáo, không phải là do người đó có cái tuổi tác cao, mà có một cái đời sống đạo đức phạm hạnh thanh tịnh. Nếu mà mình xuất gia lâu, thọ giới nhiều năm, tuổi hạ cao đi nữa, nhưng mà đời sống không có phạm hạnh thì nó không tiêu biểu cho cái danh xưng gọi là bậc trưởng lão tôn túc. Thành thử ra phải hiểu ở một cái nghĩa mà trong giáo pháp đã dạy. Còn nếu mà nói là trưởng lão là do cái tuổi tác thì như vậy, thì lý do nào một cái vị cư sĩ đáng hàng ông mình chỉ là chắc thôi, họ có thể là 100 tuổi hơn mà họ vẫn kính trọng một cái vị tăng sĩ rất là trẻ. Cho nên ở đây khi mà nói trên cái bình diện của Phật giáo thì có nhiều cái điểm để mà chúng ta mổ xẻ. Nhưng mà Đức Phật dạy như vậy là để không tạo cái sự xáo trộn. Trưởng lão phải là
đúng nghĩa của cái danh xưng trưởng lão đó. Còn nếu mà trưởng lão mà không giữ một cái đời sống mô phạm phạm hạnh thì tự mình phá đổ, thì mình không còn là trưởng lão, thì người ta, tức là một cái đời sống bất xứng, thì người ta sẽ không có kính trọng về cái đó. Mình không thể trách những cái kẻ hậu bối vân vân. Thành mình phải hiểu với cái nghĩa mà Đức Phật đã dạy là trưởng lão, với một cái đời sống trưởng lão đời sống thật sự trưởng lão. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình cái gì cũng nhất nhất không tuân, rồi đi đến cái tình trạng mà ở bên ngoài nó là trở thành những kẻ ngu trung, cứ một mực tuân theo những cái ý chỉ của vua, cuối cùng là tan nhà mất nước mà hại thân. Thì trong kinh Trung Bộ hay là Trung A có một cái bài kinh Đức Phật dạy rất rõ, những cái bậc mà lớn tuổi mà khi cử tội mà cử sai, những cái người nhỏ có cái quyền đặt lại vấn đề. Chứ không phải là chỉ nghe một là nếu mà quý vị nghiên cứu vào Trung Bộ Kinh hay là Trung A, quý vị thấy vậy, Đức Phật dạy rất là chi tiết. Người lớn tuổi, cái bậc cao hơn mình cử tội mà cử không đúng, mình phải nêu ra để làm sáng tỏ, chứ không phải là chỉ cúi đầu để mà nhận lãnh. Đó là những gì mà Đức Phật đã khai thị. Bởi vì tùy theo cái trường hợp mà Đức Phật khai thị, dù trong bảy pháp bất thối thì Ngài dạy như vậy, nhưng mà ở trong những cái đoạn kinh khác, nó tùy theo cái thính chúng, tùy theo cái trường hợp mà Ngài có thể, ví dụ như tùy theo bệnh mổ cho những cái loại thuốc, chứ không phải là thuốc gì cũng đem Tylenol cho, ví dụ đau tim mà cũng đưa Tylenol, hay là những cái bệnh phổi cũng đưa Tylenol, thì đâu có trị được. Thì Đức Phật là một cái bậc đại lương ấy, tùy theo cái chứng bệnh mà Ngài đưa ra những cái loại thuốc, mà thuốc ở đây là pháp dược, để mà chữa trị phải thích ứng với căn cơ trình độ. Thưa quý vị, đó là cái mà cho thấy là chỉ có Đức Phật, một bậc đại giác ngộ mới có cái khả năng như vậy. Dạ. Theo Ngài thì Ngài thấy sao? Thì như Hòa Thượng đã khai thị đó, là trưởng lão không có đơn thuần là chỉ có niên cao lạp trưởng, mà còn có đủ tài, đủ đức, đủ tâm, đủ tầm, đủ bi trí dũng, có trí tuệ nữa, có kinh nghiệm để mà khai thị. Chứ nhân đây chúng ta cũng thấy là trường hợp như Tây Tạng á, có những vị họ 7-8 tuổi hay là 15 tuổi nhưng mà họ cũng ngồi trên cái ghế trên trên, rồi có hàng ngàn người tên khác cũng đánh lễ. Thì nếu mà trong cái cục diện tuyệt đối là trải qua nhiều kiếp thì ai là tu nhiều hơn, ai tái sanh nhiều hơn, chứ đâu có đơn giản chỉ so sánh tương đối kiếp này. Thì đó cũng là một cách tính nữa, chứ không phải. Và ngoài ra đó thì rõ ràng vậy, như thế là để cho thế hệ trẻ thường cái tâm lý ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy, là ngựa non héo thánh, tính bồng bột, tính thiếu kinh nghiệm, cứ tưởng mình hay, cứ tưởng mình giỏi. Nhưng dù sao thì những vị có nhiều năm tháng trong trường đạo, những vị đáng tôn kính như thế, chúng ta cũng thân cận, phụng sự, học hỏi, cúng dường, văn hành. Đó là điều rất là tốt, có ích lợi, tham khảo ý kiến, có ích lợi cho thế hệ trẻ. Bởi vì có nhiều cái chúng ta tưởng là hay, nhưng mà nó có kinh nghiệm, nó chưa qua kinh nghiệm đổ vỡ. Nhiều khi mới trải qua cái bài học đổ vỡ, có thể nó uổng hả? Rồi đôi khi chúng ta là tiến sĩ, nhưng mà ông thầy mình không phải tiến sĩ thì không phải, không còn gì để học. Về chúng ta cũng phải đảnh lễ, thân cận, có những cái câu nói nó rất là đơn giản, đơn sơ. Ông thầy bổn sư trồng rau, tụng kinh mấy chục năm, nhưng mà có những lời dạy rất là thâm thúy, chúng ta học cả đời, chứ không phải là thao thao bất tuyệt là đã xong việc. Hoặc là bây giờ sao? Bây giờ chẳng lẽ ngồi cái ghế, đa số chúng ta cứ ngồi theo cái ghế hành chánh, chức lớn thì ngồi trên, trưởng lão ngồi dưới vậy cũng không có phải. Đôi khi trong đạo là chúng ta tôn trọng về cái đạo đức, về cái niên lạp. Và như thế thì Đức Phật dạy là đó là về đạo đức, về lễ nghĩa, về tham vấn và coi chừng cái tánh ngã mạn, cái tánh tự cao, cái tánh chủ quan, cái tánh bồng bột của mình nó làm hư chuyện. Chứ Đức Phật không có hề có cái ý là chúng ta nhắc nhắc là chúng ta phải vâng lời, sai cũng phải vâng lời.
Bởi vì trong các cái ý trước Ngài đã dạy về cái sự quan tập và sự hội họp, trong đó có bao hàm ý nghĩa yết ma, ý nghĩa là ý kiến chung. Thì ở đây là chúng ta tham khảo, chúng ta tư vấn, chúng ta tôn trọng, chúng ta cẩn thận, chúng ta dì dật, đó là cái ruộng phước đức, đó là cái nguồn trí tuệ mà chúng ta nương tựa. Như Hòa Thượng đã chỉ, bây giờ tới cái điều bất thoái thứ sáu Đức Phật dạy, đó là người tu, nhất đặc biệt là hàng xuất gia, các tỳ kheo, là nên đến những nơi rừng hoang, những núi vắng, những chỗ vắng vẻ, xe thị tứ ồn ào, để mà chuyên tâm tĩnh tọa và tu niệm. Phải chuyên tâm tu niệm như thế, đặc biệt ở các môi trường nhàn tịnh như thế thì mới có cơ hội là làm hưng thịnh cho Phật pháp được, cho tăng đoàn là không suy thoái được. Vậy Hòa Thượng, kính bạch Hòa Thượng, là ví dụ chùa Điều Ngự của mình đây, nó cũng nằm ngay chỗ trung tâm thành phố, hay là nhiều chùa khác cũng vậy, chứ giờ chẳng lẽ đâu phải như thời Đức Phật mà tịnh xá Trúc Lâm hay là Kỳ Hoàng cứ ở mãi trong rừng núi, đâu dễ vậy. Mà như vậy cũng khó khăn cho các Phật tử họ tu tập vậy. Ý này là Đức Phật muốn làm sao? Là nhất nhất là chúng ta phải vô rừng ngồi tu hết, hay là tới Gò Mã, hay là tới đâu, chứ còn bây giờ chúng ta đang ở chỗ Điều Ngự đây cũng phải ráng tu chứ. Thì như vậy là nếu mà mình đã ở thị tứ thì phải làm sao để thực hành cái điều thứ sáu này? Đức Phật cảm ơn Ngài. Thưa quý vị, Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta thực hành cái hạnh độc cư, sống một mình ở giữa một cái vùng rừng núi yên ắng, không có ồn động như là ở giữa phố thị đông người. Kể cả đồ chúng, Ngài cũng khuyên, mà trong kinh Di Giáo đó Ngài cũng dạy là không nên có quần chúng đông đảo. Như vậy thì làm sao mình có thể thi thiết được cái hạnh giáo hóa độ sanh? Thì nó cũng tùy theo, bởi vì như những cái trường hợp mà mình đi giữa phố chợ nhưng mà có đầy đủ cái nội lực, không bị cái hoàn cảnh ngoại tại nó chi phối, thì mà cái trường hợp này là rất là ít. Như là mỗi ngày Đức Phật vẫn ôm bình bát đi vào trong làng, chứ Ngài đâu phải là sống ở trên cái đỉnh núi Linh Thú. Nó, mỗi ngày mình không thể sánh với Đức Phật được, cho nên Đức Phật khuyên những người nào mà chưa có chứng đạo, chưa có thành tựu được cái tuệ giác tối thượng, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chưa có được nhất thiết chủng trí, hay là trong kinh Đại Bát Niết Bàn là nhất thiết trí, trong Đại Bồ Tát cũng để là nhất thiết trí, tức là Phật trí, thì cần phải sống ở những cái nơi mà nó thanh tịnh, nó mới trợ duyên cho mình. Còn nếu mà mình chưa có đủ cái nỗ lực mà mình sống ở những cái nơi ồn ào thì nó sẽ rất là dễ bị chi phối. Ở trong Điều Ngự thì dù sao cũng có bức hành ngăn chặn cũng phải sống theo cái giáo luật mà Đức Phật đã chế định, vậy mà tự mình phải chế ngự tối đa, lấy giới làm cương để mà chế tâm một chỗ. Thành thử ra ở đây trong cái hoàn cảnh ngày xưa thì thời của Đức Phật thì không có máy bay, không có sử dụng điện thoại, internet, không bây giờ nó đủ thứ hết. Nếu mà vào trong rừng mà cũng mang theo cái điện thoại cầm tay thì nó cũng sẽ không thể có được một cái tâm thức thanh tịnh được. Thì ở giữa phố thị ồn ào thì chúng ta còn phải nỗ lực và tinh cần nhiều hơn so với một cái hoàn cảnh mà nó thanh tịnh, nó vắng lặng. Không biết là Ngài nghĩ sao về vấn đề này? Dạ, như Hòa Thượng khai thị thì với những bậc mà đại căn đại trí, bậc thánh rồi đó, như là Di Ma Cật hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là Tế Điên Hòa Thượng, hay là Bàn Công Uẩn, thì ở đâu mà chẳng là đạo tràng, trực tâm thị đạo tràng, hay là Trà Đình Tự Điếm Vô Phi thanh tịnh đạo tràng. Nhưng mà Hòa Thượng cũng nói là chúng ta đa số những người đang tu tập không được như các bậc đó, cho nên chúng ta phải dè dặt, chúng ta phải cẩn thận ở trong cái môi trường sống, cái môi trường tu tập của mình, bởi vì mình cũng rất là dễ ảnh hưởng bởi môi trường, có thể buông lung, có thể giải đãi,
cơ thể biếng nhác, cơ thể phóng túng hay cơ thể quen cái điều bất thiện, kiểu như mẹ con Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần để mà dạy được con nên người. Do đó cho nên cái hoàn cảnh, cái môi trường chúng ta phải cẩn thận trong tu tập. Thì đúng thì tiểu ấn thì ấn sơn lâm, mà đại ấn là ấn thành thị. Bây giờ nó cũng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường. Nói vậy chứ không phải lúc nào chúng ta cũng dọn cất chùa lên núi, lên rừng hết, hay đảo hết. Bây giờ trong hoàn cảnh mình có cái chùa ở thị tứ thì quần chúng dễ tu tập, dễ tới lui hơn, nó gần hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là người biết sống một mình. Như Hòa Thượng nói, chúng ta cũng có cái cương vức, có cái hàng rào. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cũng còn, ngoài cái giờ tiếp khách, ngoài cái giờ tụng kinh, ngoài cái giờ sinh hoạt với quần chúng, chúng ta có thời gian để mà tự mình đối diện với chính mình. Người biết sống một mình, chúng ta phán quan tự kỷ, bổn phận sự. Chúng ta không phải lao xao mãi, cái tâm mình nó chạy theo hoàn cảnh, mà chúng ta phải biết dừng lại, phải biết quán sát, phải biết sám hối, phải biết tạm quý, và phải xem coi cái mình có vọng tâm, có phóng tâm hay không. Và như thế chúng ta xem mình có đủ công lực, mình âm thầm, mình dòi mài, để chứ không phải lúc nào mình cũng phải tiếp khách hay là ứng cơ xử vật mãi, thì liệu mình có đủ đạo lực hay không. Đó là cái lời nhắc nhở của Đức Phật để mọi người phải tự biết là cư trần làm sao mình bất nhiễm trần, không bị trần cảnh nó cứ cuốn lui lôi mãi, thì mình hư hao đạo lực và mình có thể đi vào cũng được bất thiện. Thì đó là sự cẩn thận vì việc nhắc nhở của Đức Phật. Còn mình tùy duyên mà mình phải thúc liễm, mình phải biết tự giới hạn cho mình nữa, và mình phải tự đối diện với chính mình nhiều hơn, chứ không phải là chỉ có biết hướng ngoại, mà mình cũng phải biết hướng nội nữa, và phải biết giữ cái quân bình cho mình. Và Bạch Hòa Thượng tới cái ý cuối cùng thứ bảy ở trong 7 điều bất thối, là Đức Phật khuyên tỳ kheo cũng như các hành giả là nên tiếp đón, nên tôn trọng, nên phụng sự, tứ sự cúng dường, nên tạo mọi cái trợ duyên cho những cái bậc đồng phạm hạnh và tất cả các bậc hiền thiện, thì nó sẽ khiến cho tăng đoàn hưng thịnh. Thì đúng vậy, đó là điều cần thiết. Nhưng mà chúng ta sẽ thực hành được như thế nào? Chúng ta sẽ áp dụng cái việc mà chúng ta cung kính tiếp đón, phụng sự, trợ duyên cho những bậc hiền thiện. Ví dụ như ở trong xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta sẽ tiếp đón và sẽ trợ duyên như thế nào, trong những hoàn cảnh nào, áp dụng cái điều thứ bảy này thực tế nó ra sao, một vài ví dụ cụ thể để chúng ta có thể thực hiện điều đó. Cảm ơn Ngài về câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị, nó tùy theo cái hoàn cảnh, khả năng của mỗi một trú xứ mà chúng ta có thể cung cấp đầy đủ những cái nhu cầu căn bản, chứ không phải là một cái gì nó quá xa xỉ. Thì cái việc này nó cũng không phải là một cái điều khó khăn. Những người Phật tử tại gia thì có bổn phận phải cúng dường chư tăng, những cái trước hết là cái sàng tọa nó chỗ ở bây giờ đó. Thứ hai là thuốc men, thứ ba là thực phẩm, thứ tư là y áo, là tứ sự cúng dường. Đó là bốn cái điều rất là căn bản đối với một cái đời sống đạm bạc đơn giản của một người xuất gia. Ngược lại, chư tăng cũng có một cái bổn phận là phải cung cấp cái chất an tinh thần, phải làm sao thuyết pháp để bồi dưỡng cái đời sống tâm linh, đời sống đạo đức, tạo một cái sự cân bằng, công bằng cần thiết giữa vật chất và tinh thần. Chứ không phải là một chiều, không phải là những người Phật tử tại gia chỉ đem tới cúng dường rồi chư tăng là không làm gì hết, mà phải nỗ lực tinh cần tu tập để bồi dưỡng cái phẩm hạnh, để bồi dưỡng cái đời sống đạo đức phạm hạnh của mình, và đồng lúc phải nâng cao cái kiến giải, rồi nhất là nỗ lực tu tập để cơ thể cung cấp hai chiều, mà tức là cung cấp cái kiến giải cũng như là cái kinh nghiệm hành trì đến với quần chúng Phật tử tại gia nói riêng và quần chúng mọi giới nói chung. Như vậy thì không ai nợ của ai mà
nó là một cái gì nó thuộc về cái phạm vi trách nhiệm và bổn phận, thì nó tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể cung ứng. Nếu mà ở một cái trú xứ nào đó mà có đầy đủ phương tiện Phật giáo thì có thể là thỉnh nhiều chư tăng đến để cúng dường, nhưng mà nếu trong cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng có những cái hạn chế, hoặc giả là cái nhu cầu về những cái vật dụng, nó tùy theo nói vật dụng tùy theo. Bây giờ thì ngày xưa là giống nhau, nhưng bây giờ cái áo này có thể là trị giá 5 đồng, áo kia trị giá 10 đồng. Nếu mà hoàn cảnh không cho phép thì cũng không ai đòi hỏi mình phải cúng một cái áo mà 10 đồng mà mình không có đủ cái điều kiện về tài chính, không biết là ai nghĩ sao. Ai Đạo Phật cũng tỉnh ngã. Dạ, yeah, thì Hòa Thượng đã khai thị đặc biệt là về cái vấn đề tứ sự cúng dường, nhất là các Phật tử là những vị hộ pháp trợ duyên cho chư tăng, chư tăng tu tập và hướng dẫn các Phật tử. Còn ngoài ra đó thì chúng ta thường ở Hoa Kỳ hay ngoại là nhất tăng nhất tự, nhưng mà người ta nói là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Nếu như mà ví dụ các vụ trụ trì, các trú xứ á, đừng có cho mình là hay là đủ. Đôi khi mình thấy cái sự khiếm khuyết của mình mà thấy những vị tăng khác đạo lực nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, thuyết pháp lợi lạc hơn, thì chúng ta cũng tích cực để mà tạo các cái đàn tràng, tạo các cái duyên, rồi mình thỉnh các vị đó, các vị chư cao tăng thật đức hay những vị đủ duyên đó đến để gieo duyên cho Phật tử của mình, hay là thậm chí là mình cũng được gần gũi để mà học hỏi nữa, hay là thậm chí mình cất thêm 2-3 cái phòng. Những vị nào có cái duyên, có tài, có đức, có duyên như vậy thì cứ ở đó một thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng văn du để mà hàng hóa, bởi vì có những vị gọi là ngoại ẩn tàng long, ngạ hổ, có những vị cao thiên tật đức đang ở thất ở đâu đó và họ sẵn sàng họ đến, họ gieo duyên, vân vân. Hay là chúng ta ở Hoa Kỳ chúng ta có thể thỉnh các chư tôn đức từ ở Tây Tạng, từ ở Miến Điện, từ ở Việt Nam, từ ở Ấn Độ, từ ở đâu đó họ đến 1 tháng, 2 tháng để họ giảng dạy và chúng ta tạo mọi trợ duyên cho họ thiền định, họ tu tập và họ hoàn pháp, mình có thể làm thông dịch vân vân, thì nó trợ duyên cho những người khác đồng phạm hạnh mình tu tập là phước đức lớn, và trợ duyên cho những vị đó có cơ duyên để hành pháp trong cuộc sống chúng ta, tạo duyên và trợ duyên lẫn nhau, không chỉ là người cư sĩ làm tứ sự cúng dường mà những vị chư tăng trong cái vai trò, trong vị trí của mình cũng có thể trợ duyên cho người khác tu học, và cũng có thể là trợ duyên cho những người khác hành pháp, như Hòa Thượng cũng đã nhiều lần ủng hộ các vị tăng ni du học tại Ấn Độ để mà tu học, hay là bảo lãnh giấy tờ cho những người ở tại Hoa Kỳ, thì đó là trợ duyên cho những người đồng phạm hạnh để tu học và hành pháp vân vân. Thì đến giờ này thời gian đã hết, xin đánh lễ tri ân Hòa Thượng đã khai thị ở trong ý nghĩa của 7 điều bất thoái, và kính đánh lễ chư tôn thiền đức tăng ni, kính chào quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này, kính chúc quý vị vô lượng an lạc trong chánh pháp Như Lai. Tuy khác màu như